Xin chào quý vị và các bạn. Nắng nóng nhiệt cao vẫn tiếp diễn trong hôm nay ở các tỉnh miền Bắc, bao gồm thủ đô Hà Nội. Cụ thể, do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam, kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến từ 36 cho đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Ban ngày nắng nóng, nhiệt độ cao đi kèm với độ ẩm không khí tương đối thấp, thấp nhất trong ngày phổ biến từ 50 cho đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 đến 17 giờ, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Vì vậy, quý vị nên chú ý kết thúc các hoạt động ngoài trời trước 10 giờ trưa để đảm bảo sức khỏe. Đối với các tỉnh Trung Bộ, hôm nay và những ngày tới, nắng nóng sẽ gia tăng hơn tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ phổ biến ở mức từ 36 cho đến 39 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Tây như là Con Cuông, Quỳnh Lưu, Nghệ An, Hương Khê, Hà Tĩnh, nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 39 độ. Nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên người dân cần chú ý nguy cơ xảy ra cháy nổ và cháy rừng ở miền Trung là rất cao. Do đó, người dân cần chú ý đề phòng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết khá ổn định, phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa rông. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều từ 29 cho đến 32 độ ở Tây Nguyên. Riêng một số nơi ở Ayunpa, An Khê, Gia Lai, Cát Tiên, Lâm Đồng, nhiệt độ có thể đạt trên 34 đến 35 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất vẫn phổ biến từ 32 cho đến 35 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, trong đó có huyện đảo Hoàng Sa, trong 3 ngày tới thịnh hành gió Nam đến Tây Nam cấp 4 cho đến cấp 5, có lúc cấp 6, thời tiết phổ biến ít mưa, ngày có nắng. Chiều tối có mưa rào và dông cục bộ. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam cấp 4 cho đến cấp 5. Về chiều tối có mưa rào và dông khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 cho đến 10 km. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, nguy hiểm cho tàu thuyền. Trưa nay ở khu vực Bắc Bộ trải dài xuống các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đều có nắng nóng. Có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm không khí chỉ từ 45 cho đến 65%. Sang ngày mai, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nên tình trạng nắng nóng vẫn tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Nắng nóng nhiệt độ cao trên 35 độ sẽ xảy ra từ 10 đến 18 giờ tối, đi kèm với độ ẩm không khí giảm thấp. Ngoài ra, chỉ số UV trong khoảng từ 11 đến 13 giờ cũng ở mức cao từ 8 cho đến 9, ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng. Quý vị lưu ý trang bị các vật dụng chống nắng cũng như tránh làm việc ngoài trời quá lâu. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày mùng 3, mùng 4 tháng 7. Đối với khu vực Trung Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Tâm nóng sẽ tập trung tại khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên. Nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Người dân cần hết sức đề phòng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai mưa dông chỉ xuất hiện cục bộ về chiều. Ban ngày trời có nắng, nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến là từ 29 cho đến 32 độ ở Tây Nguyên. Riêng một số nơi ở Ayunpa, An Khê, Gia Lai, Cát Tiên, Lâm Đồng, nhiệt độ có thể đạt trên 34 đến 35 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất vẫn phổ biến từ 32 cho đến 35 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, trong đó có huyện đảo Hoàng Sa, trong 3 ngày tới thịnh hành gió Nam đến Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, có lúc cấp 6, thời tiết phổ biến ít mưa, ngày có nắng, chiều tối có mưa rào và dông cục bộ. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam cấp 4 cho đến cấp 5. Về chiều tối có mưa rào và dông khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 cho đến 10 km. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm cho tàu thuyền.